Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Rồi, chúng ta bắt đầu nào. À, ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái thủ thuật khá là hay trong cái việc đó là tính đơn điệu của hàm hợp. Hàm hợp là một cái dạng nó thuộc vào dạng vận dụng hoặc là vận dụng cao, đúng không? Những câu rơi vào phần này thì nó cũng khá là khó. Tuy nhiên, nếu như các bạn mà biết được cái thủ thuật này thì chúng ta tính khá là đơn giản nha. Và thầy nghĩ là tất cả chúng ta đều có thể làm được, kể cả những bạn học yếu và học trung bình chúng ta cũng có thể là áp dụng được nha. Và tất nhiên là không phải bài nào chúng ta cũng có thể áp dụng được cái thủ thuật này, chỉ một số dạng thôi. Thì ngày hôm nay thầy có đưa ra ba cái dạng bài để chúng ta có thể tham khảo. Dạng thứ nhất đó là nó cho hàm số đạo hàm này. Và dạng thứ hai đó là nó cho bảng biến thiên này. Đấy. Và dạng thứ ba đó là nó cho cái đồ thị hàm số. À, thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng được nha. Đây, ví dụ như là câu số 1 này này. À, câu này mà chúng ta giải theo hướng tự luận thì sẽ rất chỉ là khó và rất chỉ là dài, đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta áp dụng thủ thuật thì sẽ rất chỉ là nhanh. Rồi bây giờ trước hết là chúng ta đi vào cả cái bước thực hiện này. Bước 1 đó là chúng ta đi tìm hàm số f(x). Đó. Bài nào mà nó cho rồi á, thì chúng ta không cần phải tìm nữa. Ví dụ như là câu số 1 này, nó cho rồi đúng không? Thì chúng ta không cần phải tìm. Bước 2 này đó là chúng ta tính đạo hàm của hàm số mà cần tìm khoảng đơn điệu đấy. Ví dụ như trong combo này thì chúng ta tính đạo hàm của hàm số này này, đúng không? Cái hàm số mà chúng ta cần tìm khoảng đơn điệu nha. Bước thứ 3 đó là chúng ta dùng cái chức năng table để kiểm tra kết quả. Đó, chúng ta có 3 bước như vậy ha. Còn về nguyên tắc đọc kết quả này, nguyên tắc đạo hàm lớn hơn hoặc bằng 0 trên khoảng nào thì đồng biến trên khoảng đó. Đấy. Đó. Và ngược lại này, đạo hàm bé thua bằng 0 trên khoảng nào thì nghịch biến trên khoảng đó. Đấy, chúng ta có cái cả bước thực hiện và cái nguyên tắc này như vậy nha. Rồi các bạn nhớ nhá, nhớ cả cái bước thực hiện và nguyên tắc để chúng ta làm này. Rồi bây giờ chúng ta đi vào câu đầu tiên nào. Câu số 1 này. Ở câu số 1 này thì chúng ta không cần phải làm bước 1 nữa, tại vì nó cho cái hàm số f(x) rồi, chúng ta không cần phải đi tìm nữa, đúng không? Mà ở đây chúng ta sẽ làm cái bước 2 luôn, đó là tính đạo hàm của cái hàm số này này. Tính đạo hàm của hàm số mà chúng ta cần tìm khoảng đơn điệu á, đúng không? Vậy là đạo hàm của hàm số f(x) bình này. Để tính được cái đạo hàm này thì các bạn phải nhớ thay công thức này. Đạo hàm của f(u) thì bằng u phẩy nhân f phẩy của u. Đấy, đạo hàm của hàm hợp là các bạn phải thuộc công thức này này. Vậy chúng ta có u ở đây là x bình này, vậy bằng x bình phẩy này nhân f phẩy của x bình này, vậy là bằng này 2x này nhân f phẩy của x bình. Rồi tiếp này, chúng ta có f của x á, thì bằng biểu thức này. Vậy suy ra f của x bình nó bằng cái gì? Để tìm f của x bình thì chúng ta thay x bình vào x. Đấy, chỗ nào có x chúng ta thay vào, đúng không? Vậy suy ra này, f phẩy của x bình này nó sẽ bằng này, mở ngoặc này 2 trừ cho x bình này, đóng ngoặc này, mở ngoặc x bình cộng 5 này, rồi là x bình cộng 1 này. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Rồi vậy đây chúng ta đường này, 2x giữ nguyên này, thừa số cho 2 trừ x bình này, rồi x bình cộng 5 này, rồi x bình cộng 1 này. Đó, xong. Rồi bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ dùng table để kiểm tra xem thử là cái hàm số này này nó lớn hơn hoặc bằng 0 trên khoảng nào. Vì ở đây là đồng biến, đúng không? Đồng biến thì đạo hàm nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Đây chúng ta table này. Menu 8 này. Rồi nhập hàm số này vào. 2x này, mở ngoặc cho 2 trừ x bình. Đóng ngoặc này, x bình cộng 5 này. X bình cộng 1 này. Rồi, bằng này. Bây giờ chọn giá trị bắt đầu và kết thúc thì các bạn dựa vào phần đáp án này. Các bạn chọn cái khoảng nào, chọn cái đoạn nào mà nó chứa được tất cả cái giá trị ở trên cái đáp án này nha. Vậy đấy thầy sẽ chọn cái đoạn đó là âm 3 đến 3 đi. 3. Và bữa cái thay đề là 0,5.
Các bạn có thể để theo công thức cũng được nhá, nhưng mà để theo công thức thì thông thường chúng ta phải lấy cái số gần đúng. Rồi bây giờ kiểm tra fx nó dương đến khoảng nào này. Hiện tại nó đang dương đúng không? Rồi ấm rồi này. Vậy nó dương từ âm 3 này đến mấy ạ? Đến âm 1,5 này. Rồi khoảng tiếp theo là từ 0 này, đúng không? Từ x bằng 0 này đến x bằng 1 thôi đúng không? Đấy. Từ x bằng 0 này đến x bằng 1 này. Nhớ khoảng ở đây phải là khoảng x nhá, chứ không phải là khoảng fx đâu. Thế rồi đúng không? Vậy chúng ta có hai khoảng mà làm cho hàm số đồng biến, đó là âm 3 đến âm 1,5 và 0 đến 1. Thì ở đây chúng ta có khoảng 0 đến 1 này, đáp án là C. Đó, cách làm nó khá là đơn giản. Khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta làm rất là nhanh thôi. Rồi câu số 2 này. Câu này thì nó tương tự với câu số 1 thôi đúng không? Nó cùng dạng với nhau. Ở đây thì người ta cũng cho hàm số f(x) luôn này, nên là chúng ta không cần phải làm bước 1 nữa, mà ở đây chúng ta chỉ cần tính đầu hàm của cái hàm số này thôi. Đây y' này. À, đầu hàm của hàm số f của 1 trừ x á, thì chúng ta vẫn phải sử dụng đầu hàm của hàm hợp nhé. Đó, đầu hàm hàm số này này thì bằng này u phẩy tức là 1 trừ x này phẩy này nhân f phẩy của 1 trừ x. Đó, vậy là bằng đầu hàm biểu thức này thì bằng âm 1 đúng không, nhân f phẩy của 1 trừ x. Đó, vậy là bằng này trừ f phẩy của 1 trừ x này. Rồi đầu hàm của 2019 của x á, thì nó quá đơn giản rồi đúng không, bằng 2019. Tiếp theo là chúng ta dựa vào f phẩy của x này để đi tìm f phẩy của 1 trừ x. Để tìm f phẩy của 1 trừ x thì chúng ta thay 1 trừ x này vào x, chỗ nào có x thì chúng ta thay vào đúng không? Vậy chúng ta được cái gì? 1 trừ cho 1 trừ x thì chính là bằng x này. 2 cộng với 1 trừ x là bằng 3 trừ với x này. Sin của 1 trừ x cộng 2 này. Tất cả cộng tiền của 2019. Rồi. Vậy bây giờ y phẩy nó sẽ bằng này. Trừ này, mở ngoặc này, x này thừa số cho 3 trừ x này. Thừa số cho sin của 1 trừ x này. Cộng cho 2 này, đóng ngoặc này, cộng với 2019 này, đóng ngoặc này, tất cả cộng tiếp cho 2019. Đó. Bây giờ thì các bạn chỉ cần là dùng thầy bô, các bạn kiểm tra cái thằng này xem thử nó bé thuộc bằng 0 đến khoảng nào đúng không? Vì ở đây là nghịch biến nhá. Nghịch biến thì đầu hàm nó phải bé thuộc bằng 0. Đây chúng ta thấy ô này, menu 8 này, nhập hàm số nó vào, trừ này, mở ngoặc x này, mở ngoặc 3 trừ x này, mở ngoặc sin của 1 trừ x này, đóng ngoặc cộng 2 này, đóng ngoặc này, cộng 2019 này, đóng ngoặc này, cộng tiếp 2019 này. Rồi bằng này. Bắt đầu và kết thúc thì các bạn chọn cái đoạn này. Các bạn chọn cái đoạn mà làm sao nó chứa được cả cái số, ví như số 0 này, số 1 này và số 3 này. Đúng không? Vậy ở đây thầy sẽ chọn bé thuộc 0 một đơn vị đó là âm 1 này. Và kết thúc thì chọn lớn hơn 3 một đơn vị đó là số 4 đi. Vậy bước chúng ta cứ để là 0,5 nhá. Đây chúng ta tìm cái khoảng gì ạ? Nghịch biến là tìm khoảng bé thuộc bằng 0 này. Và hiện tại các bạn thấy là nó bằng 0 tại 0 này. Và bé thuộc bằng 0 từ 0 đến mấy đó ạ? Đến 3 đúng không? Đến 3 này. Thấy chưa? Đó, từ x bằng 0 này đến x bằng 3 này. Lại fx của chúng ta nó ấm này, đúng không? Vậy khoảng của chúng ta đó là khoảng 0,3. Đáp án là C. Nhanh không? Nhanh đúng không? Rồi câu số 3 nào. Rồi số 3 thì dạng của nó khác một chút này. Dạng này nó cho cái bảng biến thiên, và chúng ta phải dựa vào bảng biến thiên để chúng ta đi tìm cái thằng f(x) này này nhá. Và để tìm hàm số f(x) á, thì chúng ta sẽ dựa vào cái phương trình f(x) bằng 0. Đó, các bạn thấy là phương trình này nó có mấy nghiệm ạ? 1 này, 2 này, 3 này, đúng không? Có 3 nghiệm. X bằng trừ 1 này, x bằng 1 này và x bằng 3 này. Đấy, vậy thì suy ra f(x) nó phải có dạng đó là x trừ đi x1. Vậy là trừ cho trừ 1 thì nó bằng 0 với 1 này. Thừa số cho x trừ đi x2, vậy là trừ 1 này. Và thừa số cho x trừ x3, vậy là trừ với 3 này. Đó, nó phải có dạng như thế này.
Tuy nhiên các bạn phải chú ý một cái nữa này, đó là chúng ta phải kiểm tra dấu của f(x) nó đặc hợp với cái bảng biến thiên này hay chưa nha. Bằng cách là chúng ta nhìn vào cái khoảng ngoài cùng này này, khoảng ngoài cùng này luôn cùng dấu với x có số mũ lớn nhất ở cái phương trình f(x) ấy, đúng không? Vậy thì ở đây nó mang dấu gì ạ? Dấu dương. Mà x có số mũ lớn nhất ở đây là x này nhân x này nhân x này, vậy là x mũ 3 đúng không? Và nó mang dấu gì ạ? Dấu dương luôn. Đây dương này nhân dương này nhân dương này thì chắc chắn là x mũ 3 này nó sẽ dương đúng không? Vậy ở đây nó đúng rồi thì chúng ta giữ nguyên. Còn trong trường hợp mà khoảng ngoài cùng này này nó mang dấu âm đi, thì khi đó chúng ta phải thêm ở đấy là thêm âm vào để được là x có số mũ lớn nhất là nó mang dấu âm, đúng không? Đấy. Còn ở đấy là chúng ta không cần phải thêm nha. Rồi vậy là chúng ta đã tìm được cái hàm số f(x) rồi này. Thì bây giờ sang bước 2 này, đó là chúng ta tính đầu hàm của cái hàm số này này. Y phẩy này. Cách tính thì giống như trên thôi. Bằng f(x) của x trừ 3 này trừ cho x bình này cộng cho 4x hết đúng không? Rồi. Vậy là bằng này, f(x) của x trừ 3 thì chúng ta thay x trừ 3 vào đây. Vậy là được là x trừ 3 mà cộng với 1 là thành x trừ 2 này. Thừa số cho x trừ 3 mà trừ với 1 là thành x trừ 4 này. X trừ 3 mà trừ với 3 là thành x trừ 6 này. Rồi trừ cho x bình này cộng cho 4 x. Rồi bây giờ chúng ta thấy vô thằng này thôi. Ở đây là tìm khoảng đồng biến thì chúng ta thích tìm khoảng mà đầu hàm nó lớn hơn hoặc bằng 0 đúng không? Đây thầy vô này. Nhập hàm số này vào. X trừ 2 này. Rồi mở ngoặc cho x trừ 4 này. X trừ 6. Trừ cho x bình cộng 4x. Rồi, bằng này. Bắt đầu và kết thúc ở đây số nhỏ nhất là âm 1 và số lớn nhất là 5 đúng không? Vậy chúng ta sẽ chọn là âm 2 này. Và lớn nhất là bằng 6 này. Đó, kết thúc là bằng 6. Bước vào đề nguyên nhá, cứ để là 0,5 thôi. Khoảng dương. Đây, nó đang ấm nha. Đây nó dương từ mấy đấy ạ? X bằng 2 này, đúng không? 2 đến 4 đúng không? Đây, dương từ 2 đến 4 này. Rồi chúng ta kiểm tra xem có khoảng nào được không? Hết rồi đúng không? Đấy, vậy chúng ta thấy là nó dương trên khoảng 2 đến 4. Vậy đáp án ở đây là đáp án C. Có hiểu không nhỉ? À, chỗ nào không hiểu thì các bạn comment ở phía dưới nhé. Thầy sẽ giải thích cho các bạn. Rồi, câu số 4 nào. Câu số 4 đó là chúng ta dựa vào cái đồ thị hàm số. Nhưng mà về mặt bản chất thì nó vẫn tương tự với câu số 3 nhé. Đây là đồ thị của hàm số f(x) này. Vậy đầu tiên là chúng ta phải đi tìm cái hàm số f(x). Xem thử nó bằng cái gì cái đã, đúng không? Và để tìm cái hàm số này thì chúng ta lại dựa vào cái phương trình f(x) bằng không. Đấy, tương tự với câu số 3 đó. Nghiệm của phương trình này chính là giao điểm của đồ thị hàm số y bằng f(x) với cái trục OX. Chúng ta thấy là nó giao tại mấy điểm đấy ạ? 2 điểm đúng không? Điểm thứ nhất là x bằng 0 này và điểm thứ hai là x bằng 2 này. Vậy phương trình này sẽ có hai nghiệm đó là x bằng 0 và x bằng 2. Đó. Vậy suy ra này, f(x) nó phải có dạng đó là x trừ đi x1, vậy là x trừ đi 0 này. Thừa số cho x trừ x2, vậy là x trừ 2 này. Vậy là bằng này, x này thừa số cho x trừ 2. Đó, xong bước thứ nhất nhá. Bước 2 là chúng ta tính đầu hàm của hàm số này này. Đó, g(x) này. À, đầu hàm của f(u) thì nó bằng u phẩy nhân f(u), vậy là bằng trừ 2 trừ x bình này cộng 2x này phẩy này nhân f(u), tức là f(u) của trừ x bình này cộng 2x này. Đó. Vậy là bằng này, đầu hàm của thằng này thì bằng trừ trừ 2x này cộng 2 này. Thừa số cho f(y) của trừ x bình này cộng 2x. Rồi xong. Tiếp tục này, bằng này trừ 2x này cộng 2 này giữ nguyên này. F của trừ x bình cộng với 2x á, thì chúng ta thay cả cái này này vào đâu ạ? Vào x này. Đấy, chỗ nào có x chúng ta thay vào. Vậy chúng ta được cái gì? Trừ x bình này cộng 2x này thừa số cho trừ x bình này cộng 2x này trừ cho 2 đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thay bô cái thằng này này. Đó, đây nhập hàm số này vào nhá. Để qua này trừ 2 x này
cộng 2 này, cộng 1 này mở ngoặc này trừ x bình. Cộng 2x. Mở ngoặc này trừ x bình. Cộng 2x. Trừ 2. Rồi. Băng này. Bắt đầu và kết thúc thì chúng ta lấy dựa vào đáp án thôi. Chúng ta thấy là số nhỏ nhất ở đây là số 7 ạ. Số 1 này. Và số lớn nhất là số 7. 9 phần 2 đúng không? Tức là 4,5 đấy. Vậy bắt đầu thì chúng ta chọn nhỏ hơn 1 thì chúng ta chọn là 0 đi. 0 này. Còn kết thúc thì chúng ta chọn là bằng 5 đi. Còn bước chúng ta để là 0,5 nhá. Rồi băng này. Ở đây chúng ta kiểm tra khoảng dương hay khoảng âm. Đồng biến đúng không? Đồng biến thì fx nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Và chúng ta kiểm tra khoảng lớn hơn hoặc bằng 0 nhá. À, nó bằng 0 tại 0. Ồ, vậy chúng ta phải chọn cái đoạn, cái bắt đầu nó phải nhỏ hơn 0 một giá trị đi. Đây chúng ta chọn lại nhá. Đây chúng ta chọn là 1 đi. Cho nó dễ nhìn. Đây hiện tại là khoảng dương này. Khoảng dương thứ nhất đó là từ âm 1 đến 0 này. Rồi tiếp đến là từ 1 đúng không ạ? Từ x bằng 1 này là nó bằng 0 này. Đến mấy đó? Đến x bằng 2 này. Khoảng thứ hai là 1 đến 2 này. Vậy chúng ta có hai khoảng dương đó là âm 1 chính là âm vô cùng này đến 0 này. Và 1 đến 2. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án A này, 1 đến 2, đúng không? Rồi. Như vậy thì thầy đã hướng dẫn cho các bạn xong cái thủ thuật khá là hay đúng không? Nếu như các bạn thấy hay và bổ ích thì các bạn nhớ ấn like và chia sẻ để ủng hộ kênh nhé. Chia sẻ cho thầy đi. Để thầy nói mấy